Mình đang dùng một con máy Huawei để làm một chiếc điện thoại song song và mình thực sự bất ngờ về cái pin của con này. Đây là chiếc Huawei P60 Pro. Con này thì nó nhẹ anh em ạ, nó chỉ 200 gram thôi mà nó có một cái viên pin là khoảng 4815. Dung lượng tối đa là còn 100% pin. Cộng với cái việc là cái màn hình của chiếc điện thoại này nó rất tiết kiệm pin. Thế nên là cái thời gian mà mình sử dụng để chụp ảnh này, cũng như là dùng để lướt web ấy, của cái chiếc P60 Pro này, nó chiếm cái hệ điều hành nóng của Huawei, nó còn trâu hơn cả một số cái con máy mà iPhone của vợ mình. P60 Pro đời rất là cao đúng không? Nó có thể cài được Google qua thợ và khi cài thế là nó full luôn. Anh em download tất cả những ứng dụng từ CF Play về, đó là sử dụng hoàn toàn bình thường nhá. Và chỉ có flagship của Huawei nó mới trang bị cái khe cắm thẻ nhớ. Đó. Rồi con này thì màn hình rất đẹp này, loa hay này, camera của nó cũng rất là xuất sắc, có nhiều những cái chế độ AI.